Chào mừng các bạn đến với kênh của Anh Thép. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm vô cùng mới, một cái sản phẩm công nghệ mới. Đó là giấy bạc vân gỗ. Các bạn nhìn thấy ở đây này, bình thường cái bạc của chúng ta thì cái loại thông dụng thì nó sẽ là như thế này. Cái loại này thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều ở trên thị trường, cũng như là các bạn nhìn thấy ở trên cái ứng dụng thực tế của chúng ta sẽ như thế này. Đấy. Nhưng bây giờ người ta đã sản xuất ra một cái loại mới, đó là giấy bạc vân gỗ. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình. Đây là mới cuộn, nó chỉ là cái cuộn phôi thôi, chưa ra thành phẩm, nhưng mà đã nhìn đã rất là đẹp rồi. Đây là cái quy trình sản xuất tôn xốp của công ty Tôn Thép Hưng Thịnh. Vậy thì các bạn hãy theo chân mình để đi xem là từ cái sản phẩm kia mà nó ra cái thành phẩm thì nó sẽ trông như thế nào. Đây, các bạn có thể nhìn thấy vô cùng đẹp. Đây là sản phẩm giấy bạc vân gỗ. Wow. Sản phẩm này thường là rất ít đơn vị có trên thị trường. Đây là những sản phẩm rất mới. Cái sản phẩm này được tối ưu rất là nhiều để nó ra được cái vân gỗ như thật, mà nó có cái tác dụng là trang trí cũng như là decor cho cái căn nhà của chúng ta. Và cái đối tượng nào sử dụng cái sản phẩm này thì hợp lý, và ở đâu mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này thì hợp lý, đó là thường là chúng ta sẽ dùng để lợp, một là căn nhà của chúng ta, hai là văn phòng, ba là phòng khách, thì nó sẽ đẹp, nó sẽ tối ưu hơn là cái việc mà chúng ta lợp so với nhà xưởng này. Vì thường là cái nhà xưởng này là cái diện tích rất lớn, và cái hạn chế của cái sản phẩm giấy bạc vân gỗ này nó là cái chi phí của nó sẽ cao hơn cái giấy bạc bình thường từ 3-5.000 trên một mét, nên là nó chỉ phù hợp cho những cái người sử dụng, một là rất là chịu chơi, hai là cái diện tích nó vừa phải thì mình sẵn sàng mình dùng những cái sản phẩm này. Và cái feedback, cái phản hồi của khách hàng khi mà dùng sản phẩm này thì họ rất là thích, họ cảm thấy là nó được nâng một cái tầm cao mới, cũng như là họ sẽ không phải sử dụng thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác để trang trí cho những căn nhà của mình nữa. Một sản phẩm mà đem lại rất nhiều tính năng. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho người thân, người quen của các bạn biết đến những cái thông tin giá trị hữu ích này, và hãy like, share và comment để anh Hưng Thép có thêm nhiều những cái động lực để ra video tiếp theo. Anh Hưng Thép xin chào tất cả mọi người.